đi đến được dùng, nó sẽ mất bao lâu? 3 ngày. Nani? 3 ngày. Vì sao em? Tán yêu lên giường. Mất 3 ngày. Đi yêu làm rồi còn còn cũng hôn rồi, ốm rồi, thích đúng không? Thích. Biết đâu ánh mắt sẽ đánh em một ngày có thể. Và như các bạn đã biết, tình yêu luôn là đề tài hấp dẫn đối với các bạn trẻ cũng như là các bạn sinh viên. Và ngày hôm nay hãy cùng DATU TV chúng tôi cùng tìm hiểu xem những suy nghĩ của các bạn trẻ về vấn đề tình dục trong tình yêu. Và hãy cùng theo chân chúng tôi nhé. Nào! Em có hiểu chưa? Có rồi. Em chưa? Dạ chưa. Dạ, mấy con người yêu rồi. À, bây giờ thì chưa. Dạ chưa. Dạ em chưa có người yêu anh. Chưa. Chưa chưa em chưa. Em đâu có trống xả lắm. Chắc là cũng dài lắm ấy. Dài lắm hả? Dạ vâng. 3 ngày. Nani? 3 ngày. Vì sao em? Tán yêu lên giường. Mất 3 ngày. Thật không thể tin được. Thật không được, không thể tin nổi. Không thể tin nổi. Chính chúng tôi cũng không thể tin nổi. Em nghĩ là không vậy, tính theo thời gian mà tính theo cảm xúc. Ý là khi nào mình cảm thấy sẵn sàng. Theo em thì mất khoảng 5 trời. Tại vì mình phải tạo cho người ta lòng tin, người ta mới cho mình lên giường với anh. À thì ví dụ như trời mưa đúng không? À, không có chỗ trú mưa thì có thể nhanh lắm. Trận mưa rơi bên hiên hè vắng đôi mình chung đường, ta bên nhau tình cờ trú mưa bên thêm phút chốc. Còn nếu như mà người ta nghĩ tới lâu dài thì có thể lâu lắm. Thời gian lâu hay không theo em thì còn tùy thuộc vào hai bạn lúc nào cần thiết hay là nhu cầu hai bạn như thế nào đó. À, đối với em suy nghĩ thì cái chuyện ấy thì đến lúc khi cưới thì sẽ là được cái chuyện ấy. Mình cũng biết được là khoảng thời gian nó lâu hay nhanh nữa. Có khi là một tuần, hai tuần, có khi là một tháng, hai tháng, có khi là vài năm. Thì theo mức độ là yêu nhau sâu đậm hay yêu nhau ít thì họ có thể cho nhau tất cả. Nghĩ là đối với những người mà có những ham muốn về tình dục ấy, thì người ta sẽ nhanh hơn. Còn những người mà yêu mà không nghĩ đến tình dục thì sẽ lâu. Những người ham muốn về tình dục đa số em thấy ở nam giới nhiều hơn là nữ giới. Ở nam giới nhiều hơn là nữ giới. Theo em thì những thay đổi như vậy là không, em không đồng tin lắm. Ở hiện tại cái nhu cầu mà như vậy so với cái văn hóa của Việt Nam mình là chưa thực sự chưa phù hợp lắm. Em thấy là cái chuyện tin cảm tệ như vậy thì không nên phố bay trên mạng xã hội hay là các trang web á. Dạ, sẽ bị mất hình tượng. Em thì em cũng thấy bình thường. Về cái vấn đề đó thì bây giờ nó có thoải mái hơn rồi cho nên em không có khắt khe về cái vấn đề đó là. Em nghĩ cái đó là nó bình thường. Tại vì là bây giờ người ta không quan trọng mấy đó nữa. Vấn đề đó thì nó bình thường. Nói nếu mà xét về giới trẻ bây giờ thì nó bình thường. Còn em nghĩ đối với người già hay là đối với thế hệ trước thì nó hơi nhạy cảm một xíu. Nói chung mọi người đều có một cái sở thích riêng, cái nói chung là cảm xúc mà. Thích đúng không? Thích. Nhưng mà có điều chứ ở nơi công cộng thì không nên làm những chuyện đó. Em nghĩ những cái thông tin đó thì bổ ích thôi. Tại vì là nhiều bạn sinh viên như mình đó thì chưa có ý thức được cái việc đó. Thì em nghĩ là những cái thông tin như vậy là rất ích cho các bạn. Nếu như mà nghe được nhiều cái thông tin như vậy.